Cô Tư chào cả nhà nha. Hôm nay cô Tư và cả nhà cùng nhau vào bếp làm món sake kho tàu nha các bạn. Nguyên liệu gồm có một trái sake, một tô nước dừa, một muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê bột niêm chay, một muỗng cà phê đường, một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, tỏi, ớt, nước mắm, đầy đủ nha các bạn. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đi cắt cái trái sake ra nha. Bây giờ sake mình đã cắt ra xong rồi nha các bạn. Đây sake mình đã cắt rồi, mình sẽ ngâm muối. Ngâm nó muối đây cho nó trắng. Bây giờ mình sẽ sắc ớt ra mình đi xay nha. Mình sẽ lấy hộp ra. Bây giờ mình sẽ đi xay ớt nha các bạn. Bây giờ mình xay ớt, mình sẽ bỏ nước mắm vào mình xay chung nha. Tại vì cái gói này mà nếu không có nước thì mình không xay được nha. Bây giờ ớt mình đã xay xong nha các bạn. Bây giờ mình bắt cái chảo lên. Mình cũng đã cho dầu vào rồi. Giờ chờ dầu nóng mình bỏ sake vào mình chiên nha. Đây cũng đã rửa sạch sẽ hết rồi. Giờ mình chờ dầu nóng mình bỏ sake và mình chiên. Chờ dầu nóng mình sẽ bỏ sake và mình chiên nha. Các bạn có thích nếu mà kho luộc trước thì các bạn cứ làm theo các bạn nha. Có nhiều người thì người ta luộc trước rồi người ta mới chiên sơ, người ta mới kho. Còn mình không cần luộc qua, mình chỉ chiên sơ thì là mình kho được rồi. Còn các bạn muốn thích cắt to gấp 2, gấp 3 cái miếng sake này cũng được nha, tùy thích mình nha. Còn mình thì chỉ thức sắc cho nó vừa vậy thôi. Các bạn thích là sắc thức to gấp 2, gấp 3 cũng được. Và các bạn muốn thích luộc qua rồi các bạn mới kho sơ qua cũng được nha. Còn này mình chỉ chiên sơ qua rồi mình sẽ kho luôn. Chiên cho cái da này, vòng vòng cái da này nó sẽ ráng lại, nó sẽ săn chắc lại. Rồi mình bỏ mình chiên cái miếng sake của mình và cái miếng thịt của mình nó rất là ngon. Nó vừa bùi bùi mà nó vừa dai dai, ăn rất ngon nha. Bây giờ mình chiên như vậy là được rồi nha các bạn. Nó chỉ rán cái da ở ngoài là được rồi, không cần phải cho vàng tươi. Nó rán cái da nè, nó rán cái da vậy là được. Bây giờ mình sẽ đổ bớt dầu ra, mình sẽ làm nước sốt. Bây giờ mình sẽ làm cái nồi sốt để kho thịt nha. Giờ hành đã vàng rồi, cả nhà tắt lửa nha. Cho nước mắm ớt vào. Cho đường muối bột ngọt vào. Cho vào một miếng nước màu dừa. Thơm quá. Rồi bắt lửa, dặn lửa lên nha. Các bạn thấy nước sốt rất ngon nha. Cuối cùng cho nước dừa tươi vào. Mình tráng che cái chén hồi nãy, chén nước mắm ớt nè.
Bây giờ nó đã tan gia vị hết rồi, mình có thể cho vào luôn. Bây giờ mình để mình kho cho mềm, nó chín là vừa nha. Mà mình cũng chia sẻ các bạn muốn sắc to gấp 2, gấp 3 miếng này cũng được, kho tàu sắc to gấp 2, gấp 3 cũng được nha. Các bạn cũng có thể luộc trước cũng được, nhưng mà mình không thích luộc trước, mình chỉ là chiên sơ rồi mình làm chả nước sốt mình bỏ vô, mình chế nước dừa tươi vô, vậy là từ từ cái nước dừa nó rút trong này. Nó vừa chín cái miếng sa kê của mình, nó vừa chín mà nó vừa rút gia vị của mình vô rất là ngon nha. Còn mà mình chiên trước rồi thì cô Tư không thích chiên trước, luộc trước, tại vì mình trụng qua sơ trước rồi nó đã chín qua một lớp rồi, thành ra mình không thích, mình chỉ chiên vậy thôi. Chiên vậy cho cái da của nó ráng khô lại, nó săn cái miếng da lại rồi bắt đầu mình mới kho vậy nha. Bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ lại, mình sẽ bớt lửa. Mình chờ cho nó chín nha. Bây giờ nồi thịt kho của mình đã chín rồi nha các bạn. Các bạn thấy cái màu rất đẹp không? Các bạn kho thịt chay hoặc là kho thịt mặn, kho thịt heo, kho tàu thì các bạn cứ xay ớt này ra cái màu nó rất là đẹp. Đó. Xay ớt này ra màu đỏ rồi mình cộng thêm một chút nước màu màu đen, hai cái nó phối hợp nó ra cái màu đỏ mà đen đen vậy nè, các bạn thấy không? Đỏ mà có cái có một chút xíu hơi đen đen, các bạn thấy không? Nè, rất ngon nha. Nè coi cái nước của nó nè các bạn. Thấy chưa? Cái nước của nó sệt nè. Đó, thôi bây giờ mình món thịt kho của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra nha. Bây giờ mình múc thịt ra nha các bạn. Ngon quá. Tắt lửa. Cái này nó không có mặn quá mà nó cũng không có lạt quá, nó hơi ngọt ngọt, mặn mặn vậy, ngọt ngọt vậy. Cái nước dừa nó thấm vào miếng thịt rất là ngon nha, miếng sa kê rất là ngon nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Cái nước rất là ngon luôn. Đây là món sa kê kho tàu nè các bạn. Các bạn kho cái nước sệt sệt gì ăn mới ngon nha. Đây mình ăn cơm mình chấm thêm cải chua nha. Đây cải chua nè, các bạn thấy cái nước không? Cái nước rất là keo nha. Đây mình chấm vô rất thấm, rất ngon nha. Sa kê thì nó rất dẻo nè, các bạn thấy không hả? Ngon ghê chưa? Để mình chấm thử miếng coi. Ngon. Rất ngon các bạn ơi. Giờ món sa kê kho tàu của mình đã xong rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn chay ngon miệng nha các bạn. Ăn chay mình làm mấy cái miếng món lạ lạ vậy nè, mình ăn nó cũng không có ngán mà cũng rất là ngon nha. Các bạn cứ kho, cứ xay ớt như mình thì cái màu nó sẽ đẹp như vậy nha các bạn. Nó rất là ngon, mình ăn cơm mình chấm thêm cải chua nè. Mình kho cái nước kẹo kẹo mình chấm cải chua rất là ngon luôn nha. Cải chua mà chấm vô đây mà ngon dữ lắm nha các bạn. Thôi bây giờ món ăn của cô Tư đã hoàn thành rồi. Cô Tư chúc các bạn làm món này ăn chay ngon miệng nha. Cô Tư xin chào. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha.